Hello, xin chào quý khách hàng và các bạn đồng nghiệp nha. Thì hiện tại bên Nam đang có một chiếc xe Isuzu Rectic phiên bản màu xám. Làm này lên clip cho các bác coi nha. Thì hiện tại bên Nam đang có những cái màu như màu đen này, màu xám này, màu này màu bạc, còn bên này là màu đỏ. Thì các bác nào mà hợp phong thủy với màu nào thì alo cho Nam nhé. Xe thì hiện tại những cái mẫu này thì đã có khách đặt trước rồi, nên là cũng không có dư ra những cái ra nhiều màu. Chỉ có dư một số màu xe khác thôi. Dành trong tháng các bác đặt thì chắc khoảng tầm tháng 10 hoặc là tháng 11 thì các bác sẽ nhận được xe nhé. Tại vì là đợt này Isuzu về xe nó cũng khá là chậm, nên là một số khách hàng mà đã chờ lâu ấy, thì cũng bên Nam cũng đang cố gắng làm sao sắp xếp xe nó sẽ về sớm hơn để trả nợ cho quý khách hàng mà đã chờ lâu nhé. Đây, Nam quay cho các bác coi phiên bản màu xám này. Thì màu xám này thì cũng ở phiên bản Rectic nó sẽ có màu xám và phiên bản hai cầu nó sẽ màu xám, nhưng mà cái số lượng màu xám này xe về thì nó không có nhiều, chỉ được một vài chiếc thôi, chia cho tất cả các đại lý thì đâu đó thì cũng không có nhiều xe. Các bác nào mới muốn nhu cầu mà mua xe mà cũng chọn màu theo phong thủy thì các bác nên đặt trước nhé, để bên Nam có kế hoạch sắp xếp rồi có giao xe cho các bác. Thì nói chung là thời điểm hiện tại thì những cái mẫu xe mới và xe nhập ấy thì nó đang bị trục trặc một số vấn đề đó, nên là không có nhiều xe trên thị trường, cũng như là xe mới cũng vậy và xe cũ, xe mới thì cũng vậy, không phải riêng gì Isuzu mà một số các hãng xe khác trên thị trường thì tới thời điểm hiện tại thì cũng đang xe về cũng đang kiểu nhỏ giọt, cũng không có nhiều lượng xe lắm. Hy vọng là sắp tới thì cuối năm nay hoặc là qua năm thì cái lượng xe về nó sẽ ổn định hơn, và quý khách hàng có nhu cầu mua xe thì cái thời gian đợi chờ xe nó sẽ không lâu như ở thời điểm hiện tại. Rồi, thì không nói lòng vòng liên thiên, thì Nam quay cho các bác phiên bản Rectic. Thì hiện tại phiên bản Rectic này đang có giá niêm yết là 1 tỷ 120 triệu, và Việt Nam đang có chương trình khuyến mãi ưu đãi dành cho khách hàng đặt xe. Thì các bác nào mà có nhu cầu thì alo cho Nam qua số online là 0355 282528 để Nam hỗ trợ báo giá cho quý khách hàng, cũng như là các bác nào mà muốn hỗ trợ vay ngân hàng thì Việt Nam cũng hỗ trợ đàng hoàng, vay tối đa khoảng tầm 80% nha. Các bác trả đối ứng như phiên bản này, các bác trả trước khoảng tầm 350 đến 400 triệu là có xe rồi. Còn các bác nào có nhiều hơn thì vay ít lại thì nó đỡ hơn cho các quý khách hàng nha. Và tiện thông báo cho các bác về tình hình ngân hàng luôn. Thì ngân hàng hiện giờ thì thời điểm này, đến thời điểm này thì vẫn nhiều ngân hàng là chưa có nguồn tiền giải ngân. Và một số các ngân hàng thì lãi suất nó cũng đang lên cao. Thì các bác nào mà có tham khảo thì tham khảo sớm nhé. Việt Nam sẽ tư vấn kỹ cho các bác về cái khoản đấy. Đây, phiên bản Rectic màu xám khá là đẹp nha các bác này. Chữ nổi Isuzu mạ rôm, phía dưới thì mình có mặt ca lăng hai tầng như thế này, khá là nhìn khá là thoát nha. Chiếc xe nhìn nó hầm hố hơn và nó sắc nét hơn nha các bác. Về cái hệ thống đèn này, có hệ thống đèn led ban ngày ở đây và cụm bóng mình sẽ sử dụng bi led và reflector nha, Isuzu led này đây này. Ở phiên bản Rectic thì nó có tính năng tự động bật sáng này, rồi chiếu sáng theo tải trọng, nói chung là có tính follow me home nữa, có nghĩa là khi mà các bác tắt xe thì đèn mình vẫn sáng nha, vẫn có đèn sáng khoảng tầm 20 đến 30 giây, tùy theo các bác cài đặt nhé. Phía trước thì ở bản Rectic thì mình có những cái cảm biến xung quanh xe như này, có phanh thông minh, rồi phanh khẩn cấp, rồi cảnh báo đa va chạm, rồi rất nhiều cái hệ thống an toàn. Các bác muốn tìm hiểu thêm thì Nam sẽ gửi catalog cho các bác qua Zalo nha. Đây, phía dưới thì mình có một cái hộp đèn led như thế này, để sương mù led hết nha, coi như là duyên cái dàn đầu của mình sẽ là full led này. Đây, mâm. Về kích thước mâm thì bản Rectic thì sẽ sử dụng mâm là 18 inch, công suất lốp là 265 60 rồi 18, tháng trước và tháng sau đều là sử dụng tăng địa. Thì có hệ thống phân bố lực phanh điện từ này, và có phanh khẩn cấp, rồi phanh thông minh, có đầy đủ hết những chiếc Isuzu nha. Đây thì mình tích hợp sẵn cái đèn led trên gương, và mặt phía trên này sẽ là màu xám theo xe. Phía dưới thì mình có một cái dải màu đen như thế này, và gương trên gương mình cũng tích hợp sẵn cái bộ phận là cảnh báo điểm mù trên gương ha các bác. Đây, cảnh báo điểm mù trên gương các bác có thể thấy. Rồi, gương này thì mình sẽ chỉnh điện và gập điện như các bác. Dọc theo xe thì có thanh inox đó, ôm theo viền chạy dài từ cột chữ A cho tới cuối kia luôn, thì tăng cái tính thẩm mỹ cho xe sang trọng hơn.
Đó, hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba là sẽ có kính màu đen. Đó. Cái này thì bên Nam đã gắn phim rồi, nên các bác nhìn này, hàng 2 và tháng 3 thì phim nó màu đen nó sẽ tối hơn. Phía hàng này thì gắn phim thì nó sẽ không có tối mấy, vẫn có thể là nhìn bên từ bên ngoài vào trong được. Phía dưới thì mình có bãi bước chân. Và cái khoảng sáng gầm của chiếc xe Isuzu MU-X Rectic này thì nó cao khoảng tầm 235. Nam cũng quay nhiều clip về phiên bản Rectic rồi. Thì các bác nào mà có nhu cầu tham khảo thêm thì coi lại những cái clip cũ ha. Này, xe khá là đẹp. Ở bản này thì mình sẽ sử dụng chìa khóa thông minh và có nút bấm ở hai bên. Đây, phía sau. Đây, Nam quay thêm cho các bác coi về cái mức tiêu hao nhiên liệu của bản Rectic này. Kết hợp thì nó khoảng tầm 6.4 lít, còn trong đô thị khoảng 8.4 lít, ở ngoài đô thị là 5 lít nha các bác. Khá là tiết kiệm, bảo hành cho các bác 5 năm 200.000 cây luôn ha. Đây, phía sau khá là đẹp, có chữ Isuzu. Rồi phía dưới thì mình có chữ MU-X này. Bên đây thì là phiên bản Rectic, tích hợp sẵn camera lùi ở phía sau luôn. Và bản Rectic thì mình sẽ sử dụng là cốp điện. Đây, cốp điện tự động. Ở bản này thì mình có chống kẹt nữa nha các bác, chống kẹt luôn. Nếu mà các bác mà nâng cấp, muốn nâng cấp 360 độ cho chiếc xe này thì bên Nam vẫn hỗ trợ cho các bác được nha. Này, cụm đèn hậu này, giải led này, nhìn nó nhỏ gọn hơn, thiết kế khá là đẹp nha các bác. Phiên bản động cơ Euro 5 sử dụng dầu DO 0.001 nha. Trước khi bàn giao xe với khách hàng thì bên Nam đều dán hết cái tem vào đây để nhắc nhở cho mấy anh đổ dầu cũng như là quy đến khách hàng là mình sẽ phải sử dụng cái loại dầu đó để làm sao mà tối ưu nhất về cái khoản động cơ như là không bị gặp lỗi gì trong quá trình hoạt động xe nhé. Nội thất thì cơ bản thì cũng giống như những cái xe khác thôi. Em sẽ không quay nhiều về cái nội thất, thì các bác nào mà có nhu cầu thì cứ quay lại nick cũ nhé. Thì Nam thông báo cái giá bán hiện tại là như vậy. Nên là hiện tại thì đang kết thúc cái chương trình tặng kem hành trình ở Việt Nam xuất lốp của ống khí rồi. Nhưng mà bên đại lý thì vẫn có những cái chương trình khác. Thì các bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với Nam qua số hotline là 0355 282528 để Nam hỗ trợ nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác những cái clip sau.